Vô thì đây chính là một cái phụ kiện sẽ giúp cho cách shot quay hoặc là cách shot chụp trên điện thoại của các bạn trở nên đẹp và thơ mộng hơn rất là nhiều. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì trên tay mình đây đang là một sản phẩm kính lọc đến từ Yolanzi với mã là HP013. Thì đây là một bộ filter mà Yolanzi đã gửi cho bên mình khoảng thời gian gần đây, và mình cảm thấy đây là một cái bộ filter rất là tốt và mình phải giới thiệu cho các bạn. Thì về phần hỗn hợp, chúng ta sẽ có bên trong đó là một chiếc hộp được làm bằng da với chất lượng gia công rất là tốt. Chúng ta có thể hoàn toàn thấy cách chỉ cũng như là chất lượng hoàn thiện của nó khá là cao so với các loại sản phẩm khác trên thị trường. Và cơ chế mở của nó cũng rất là thông minh. Chúng ta chỉ cần kéo cái sợi dây kéo này ra, chúng ta sẽ có thể thấy được toàn bộ các sản phẩm bên trong của sản phẩm HP013 này. Chúng ta sẽ có một chiếc ngà hút mát sét, và chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4 và 6 cái kính lọc với các hiệu ứng khác nhau để có thể phù hợp cho các tình huống cũng như là các shot quay, shot chụp của mình. Về phần cái ngà thì chúng ta sẽ có một chiếc ngà được làm bằng kim loại rất là chắc chắn và cảm giác sử dụng cũng rất là mượt ở các khớp, chất lượng hoàn thiện vô cùng cao. Và khi chúng ta sử dụng nó trên những chiếc điện thoại iPhone mà có cơ cấu mắc xếp thì cái lực hút của nó rất là chắc, và trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ không cần phải lo vấn đề đó là cái ngà này nó có rơi rớt ra hay là không, tại vì cái lực hút của nó rất là chắc các bạn. Nếu các bạn sử dụng nó kèm với các sản phẩm khác của Yolanzi, chẳng hạn như là chiếc case Yolanzi MG001 á, thì nó cũng sẽ cho ra một kết quả tương tự, một lực hút rất là chắc, rất là an tâm và rất là đảm bảo. Và cơ chế liên kết của cái ngà này cùng với 6 loại kính filter thì cũng đều sử dụng đó là cơ chế 500 hút, cho nên là việc gắn filter và thay thế filter nó sẽ diễn ra rất là gọn gàng, rất là nhanh chóng và rất là dễ dàng, giúp cho cái workflow và trải nghiệm sử dụng của chúng ta sẽ trở nên mượt mà hơn rất là nhiều. Thì sau đây là 6 cái kính lọc mà mình show cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có các loại kính lọc với các hiệu ứng khác nhau. Chẳng hạn như đầu tiên chúng ta sẽ có một cái kính lọc ND có thể điều chỉnh được độ stop. Thì với chiếc kính lọc ND này, chúng ta có thể điều chỉnh thông số từ 1 cho tới 5 stop. Điều này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể quay ở điều kiện cháy sáng mà không cần phải tăng tốc độ mặt trời. Để mà hiểu thì khi mà chúng ta sử dụng cái filter này ở môi trường ngoài trời thì nó sẽ cắt giảm bớt ánh sáng đi. Ok, ngoài ra chúng ta cũng có một kính lọc mà rất là thú vị, đó là kính lọc CGL. Nếu như các bạn không biết thì cái kính lọc CGL này là một cái kính lọc có tác dụng là cắt đi những ánh sáng phản xạ. Cho nên là khi các bạn sử dụng cái kính lọc này với những cái vật liệu chẳng hạn như là kính hay là bề mặt nước, thì khi gắn kính lọc CGL này vào, chúng ta có thể hoàn toàn quay các shot quay xuyên qua bề mặt nước hoặc là xuyên qua kính và không gặp cái tình trạng đó là phản ngược lại hình ảnh. Kèm theo đó chúng ta sẽ có các kính lọc hiệu ứng, chẳng hạn như là kính lọc ray sáng xanh và kính lọc ray sáng vàng, thì nó đều cho chúng ta một cái chất lượng tương đương, chỉ có khác là màu sắc thôi. Đó là nó sẽ tạo ra được những cái ray sáng khi mà chúng ta quay những cái shot mà có những cái đèn, những cái highlight thì là những cái ray sáng nó sẽ được tạo ra và khiến cho cái shot quay của chúng ta trở nên cinematic hơn rất là nhiều. Chúng ta cũng sẽ có thêm kính lọc, đó là kính lọc ngôi sao, thì tác dụng của nó cũng sẽ như là kính lọc ray sáng thôi, nhưng mà nó sẽ là hình ngôi sao. Kèm theo đó chúng ta sẽ có một kính lọc đó là shot filter. Về cái kính lọc này thì khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái phần highlight nó mịn hơn, nó sẽ cho một cái cảm giác đó là cái shot filter chúng ta trở nên mịn màng hơn, thơ mộng hơn rất là nhiều khi chúng ta sử dụng với cái kính lọc shot filter này. Ok, và như mình đã nói từ trước thì đây là một sản phẩm kính lọc của Yolanzi và nó hoàn toàn có thể sử dụng kèm với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái của Yolanzi, chẳng hạn như là chiếc case MG001 mình đã nói ở đầu clip. Thì nói chung là khi mà chúng ta kết hợp MG001, đèn mic cùng với chiếc kính lọc HP013 này, chúng ta sẽ cho ra được một cái combo quay phim nó nhìn rất là chuyên nghiệp, rất là hầm hố, có thể phục vụ cho các công việc quay chụp của chúng ta cả ngày mà không làm giảm đi chất lượng của nó, cũng như là tạo cho chúng ta một cái hứng thú làm việc cao hơn rất nhiều. Ok, tổng kết lại thì Yolanzi HP013 là một bộ kính lọc 500 hút mát sét rất là tốt của nhà Yolanzi khi chúng ta có một chiếc ngà được hoàn thiện từ kim loại, hoạt động rất là trơn tru, rất là mượt mà, rất là chắc chắn. Kèm theo đó là cơ chế hút kính lọc giúp chúng ta có thể thay thế các loại kính lọc khác nhau một cách mượt mà và nhanh chóng. Đi kèm theo đó chúng ta sẽ có 6 loại kính lọc khác nhau phục vụ cho các nhu cầu và các mục đích khác nhau cho shot quay hoặc là shot chụp của mình, với một chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt và cũng như chất lượng quang học cũng tốt không kém đến từ nhà của Yolanzi. Vậy các bạn nghĩ sao về sản phẩm này, hay là ý kiến của mình đồng bên dưới nhé.